với những đóng góp lớn của mình cho đội tuyển bóng đá nam, Hoàng Đức lần đầu tiên được xứng tên cho danh hiệu quả bóng vàng danh giá. Quả bóng bạc thuộc về Quang Hải và quả bóng đồng thuộc về Tiến Linh. Trong khi đó, quả bóng vàng Phúc San 2021 được trao cho Hồ Văn Ý. Ở hạng mục bóng đá nữ Quỳnh Như có năm thứ ba liên tiếp nhận danh hiệu quả bóng vàng. Phạm Hải Yến cũng có năm thứ hai đứng sau Quỳnh Như. Riêng Bích Thùy nhận được ghi nhận lớn với lần đầu tiên giành danh hiệu quả bóng đồng.